Đài Loan có một địa hình đẹp từ núi cao xuống biển sâu, khiến nhiều người không ngớt lời khen ngợi. Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và thời đại, Đài Loan ngày nay đã trở thành một quốc gia khoa học kỹ thuật cao, có ngành thương mại công nghiệp phát triển. Tiếng Hoa là ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu của người Đài Loan. Chính vì lẽ đó, nhiều người nước ngoài đã chọn Đài Loan làm nơi học tập. Đại học Phụ Nhân là trường đại học đề xướng trao đổi học thuật quốc tế với hơn 160 trường kết nghĩa trên toàn thế giới và đã xây dựng chương trình trao đổi học sinh quốc tế. Mỗi năm, trường chiêu sinh hơn 600 học sinh nước ngoài đến học tập và trau dồi tiếng Hoa. Đại học Phụ Nhân tọa lạc tại thành phố Tân Trang, bên cạnh thành phố Đài Bắc, có thể sử dụng các phương tiện như xe buýt hoặc xe khách để tới trường, và trong tương lai tuyến tàu điện ngầm tới thành phố Tân Trang cũng thông xe, giao thông sẽ rất thuận tiện. Đây là trường đại học tổng hợp nổi tiếng của Đài Loan, có hệ thống các khoa ban tương đối hoàn thiện và đa dạng để học sinh có thể lựa chọn. Có các học viện khoa học tự nhiên và viện y học, chú trọng tới tư duy lý tính và huấn luyện thực tế. Có các viện văn học nghệ thuật đầy tính nhân văn và cảm tính, có các khoa ngoại ngữ và truyền thông nổi tiếng của Đài Loan, kết hợp với nguồn tư liệu cứng trong trường để mang tới phương pháp học tập hữu hiệu nhất. Ngoài ra, trường còn mở học viện dân sinh duy nhất của Đài Loan, thành lập khoa công nghệ thực phẩm dinh dưỡng, khoa thời trang dệt may, mũi nhọn và khoa ngôn ngữ tiếng Ý đầu tiên của Đài Loan. Đó đều là những khoa được học sinh yêu thích. Tiếp đó, trường cũng có cả Học viện Khoa học Xã hội quan tâm tới các vấn đề mang tính thời sự xã hội và Học viện Luật, chú trọng phát triển chuyên nghiệp khả năng suy luận, phán đoán của học sinh, cùng Học viện Quản trị Thương mại đầu tiên của Đài Loan. Được Liên minh Xúc tiến Viện Quản trị Doanh nghiệp Quốc tế AACSB công nhận là nơi bồi dưỡng nhân tài quản lý chuyên nghiệp cho giới công thương, Đại học Phụ Nhân có thể cung cấp cho các bạn môi trường học tập, sinh hoạt, đa dạng, toàn diện, xuyên các lĩnh vực và được quốc tế hóa.我想要回来台湾，就是多认识一点自己国家的文化，然后也更可以认识更多自己国家的朋友。我觉得辅仁大学它就是一个国际化的学校，然后就很多侨生啊、外籍生，然后所以这样的话就是有一些课可能是用英文教授，然后这样应该对我会比较简单。在马来西亚其实学费 是很高的，然后在台湾的学费是相对来说很便宜，然后就算来就像辅大私立学校是在台湾算贵的学校，可是，在马来西亚其实是跟我们有就一样的学费，可是，在这一样的学费，可是我们可以来出国念书，然后就有出国的经验等等，我觉得其实这是很值得。 Cảnh trường tạo bầu không khí cởi mở. Ngoài việc chú trọng việc học tập của học sinh trên lớp, trường cũng khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa và phát triển các tổ chức sinh viên. Trước mắt, trường có 80 tổ chức. Hàng năm, trường đều tổ chức các hoạt động chào mừng, các lễ hội thể thao, công bố thành quả hoạt động của các tổ chức sinh viên và hoạt động diễn tập của sinh viên, nhằm bồi dưỡng cảm hứng cho sinh viên quan tâm đến xã hội, cùng kỹ năng học tập chuyên nghiệp và tinh thần tập thể, khiến cuộc sống sinh viên thêm nhiều màu sắc đa dạng. Tôi đã tham gia trong trường học 竞技啦队和桌球队，然后我参加啦队竞技啦队是因为在马来西亚都没有这样子的运动。在辅大里面有很多来自不同国籍的学生，好像我平常会做青山大使，我会跟他们接触，跟他们接触之间我可以学到很多东西。我觉得辅大很是很国际化的学校。
Trường Đại học Phụ Nhân giữ vững vị trí hàng đầu trong các trường tư của Đài Loan và vinh dự giành được vị trí số 1 trong danh sách các trường tư được yêu thích nhất do các doanh nghiệp bình chọn. Khoa y tế có tỷ lệ đậu cao nhất trong kỳ thi quốc gia. Học viện Quản trị Thương mại được quốc tế công nhận. Từ khi thành lập tới nay, trường đã đào tạo rất nhiều học sinh xuất sắc, có những thành tựu rực rỡ về nỗ lực cống hiến trong các lĩnh vực học thuật, công thương, thể thao, nghệ thuật, phục vụ xã hội, v.v. Đây là trường Thiên Chúa Giáo, tràn ngập không khí nhân văn tôn giáo, tăng thêm cơ hội giao lưu với văn hóa nước ngoài. Trường cũng thành lập các trung tâm ngôn ngữ, dạy học sinh nước ngoài học tiếng Hoa, kế thừa phát huy văn hóa Trung Hoa. Trường cũng chú trọng cuộc sống của các học sinh nước ngoài, luôn luôn quan tâm tới tình hình học tập của học sinh ở trường. Mỗi học kỳ đều có học bổng và trợ giúp học phí để học sinh cảm nhận được sự ấm áp của đại gia đình Phụ Nhân. Phụ Nhân là sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Chúng tôi chân thành chào đón học sinh trên toàn thế giới đến đây học tập, tham gia vào trường đại học quốc tế hóa hàng đầu này. Di Kuta aku belajar banyak, belajar juga Mandarin, belajar juga banyak hal yang baru apalagi di bidang fashion. Jadi buat yang tertarik, ayo datang ke Futa, belajar di Futa, welcome to Futa. Phụ Nhân Đại học là lựa chọn tốt nhất của bạn. Phụ Nhân Đại học giúp tôi có cuộc sống đa chiều, nên chào mừng các bạn đến học tại Phụ Nhân Đại học. Je pense que Phụ Nhân est un bon choix pour moi et il va me permettre d'atteindre mon objectif. Merci. To improve your Putonghua, you gotta come to Futa. Si quieren aprender el chino, les aconsejo que vengan a la Universidad Phụ Nhân Đại học, porque tienen el mejor ambiente para los estudiantes. Así que bienvenidos sean a la Universidad de Phụ Nhân. Gracias. Phụ Nhân Đại học は勉強するのにとてもいい環境が揃っています。ぜひ一緒に勉強しましょう。福大是一个很有热情的学校，欢迎加入我们哦。嚟到台湾读书，我觉得辅仁大学俾咗我最美好回忆。Đại học Phụ Nhân, sự lựa chọn hàng đầu của các tinh anh xã hội. Chào mừng bạn tham gia vào hàng ngũ của chúng tôi.